lên 8 cây cho winner nha anh em. Mình đã vô lốp sẵn rồi nha anh em. Cái này là vỏ cam mét rốp số nha anh em. Rồi ráp đi em. Bây giờ mình sẽ ráp từng cặp nhanh nha. Đĩa sau nha anh em, đĩa sau này là đĩa sau 220 nha, đĩa cắt nha. Ăn hết bố này. Đi keo không em ơi. Đi 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 keo đỏ cho nó khỏi tung ra nha anh em. Cục canh nha anh em, cục canh mà rôm phốt cao su. Cua dẻ 150 nha anh em. Anh này size dẻ 43, dẻ reto. Rồi, dĩa 43 nha anh em. Dĩa 43 nha. Này là cùi dĩa 50 ha. Đó. Một đàn ống chỉ đầy đủ nha anh em. Rồi. Cao su đập môi em ạ. Cao su đâm đầy đủ nha anh em. Cao su đâm này của F 135 150 luôn. Anh em bỏ cùi dĩa lên nha. Đó. Cục canh. Đó, cục canh. Bắn lên nè. Rồi, bỏ xin lên nha em, tăng xin thôi nha. Xem xong nha anh em. Siết cốt nha. Rồi. Siết cốt. Quay bắn em ơi.
Rồi chiếc cốt nè. Rồi quay bánh nha. Rồi đạp thắng đi. Rồi quay bánh đi. Đó, báo nhẹ nha anh em. Rồi ráp xong bánh sau, giờ tiến hành ráp bánh trước nha anh em. Quay bánh lên em ơi. Đó, rất là nhẹ nha anh em. Quay lại cái đi em. Quay lại cái đi em. Rồi, tiến hành ráp bánh trước nha anh em. Tiến hành ráp bánh trước nha anh em. Mình vào vỏ và đóng bậc đạn và giờ siết ốc rồi. Cái lồng này là lồng CNC tại tiệm nha anh em. Cái này là ráp lên, không phải chém lồng đèn hay gì đó. Ráp như zin thôi. Rồi tiến hành ráp đi trước luôn. Rồi lên bánh trước xong nha anh em, hoàn thành. Giờ mình chiếc cốt rồi mình quay bánh cho anh em xem nha. 8 cây ráp cho Winner. Rồi bóp thắng em ơi. Bóp thắng đi em ơi. Rồi mình đã hoàn thành xong nha anh em. Rồi mình quay bánh trước nha anh em. Quay bánh trước em ơi. Đó, rất là nhẹ nha anh em. Quay bánh lại đi em. Đó, rồi, bánh sau nè. Rồi, quay bánh đi em ơi, bánh sau nha anh em. Đó, rất là nhẹ nha anh em. Xe cái này bị hư rồi cho nên nó hơi kêu xíu. Quay lại cái em ơi. Quay ra đạp thắng luôn em ơi. Đó, để cho nó quay luôn em ơi. Đó, đạp thắng em ơi. Đó, rất là ok. Rồi, xin chào anh em.